Ngày xưa thì chúng ta còn mong muốn gặp mặt trực tiếp các game thủ, mời các game thủ đi ăn, mời các game thủ chén bia chén rượu. Nhưng bây giờ thì rất là đơn giản, chúng ta ở xa, chúng ta yêu quý bằng cách thì chúng ta có thể là ủng hộ các game thủ bằng cách là chia sẻ thôi, cái là thiết thực nhất. Đó, xin cảm ơn Thiên Thanh Sơn à. Đó, bạn nói rất chuẩn. Đó, và lớp thì nói chung cũng là đẹp trai rồi, mèo có lời khen tới tới lớp. Đó, xin cảm ơn bạn. Vâng, chào hướng Merlin. Đó, tên tiếng Anh nó hơi khó đọc một chút. Ân Nhật Công gửi lời tới Van Lớp, cố lên anh. Kèo này là phải cố gắng cực cực cố gắng là khác, vì đây là kèo khó khó rồi, kèo top mà, nhưng mà chúng ta đã từng chiến thắng một lần rồi, chúng ta làm lại lịch sử lần hai thôi. Xin cảm ơn Nguyễn Đức Toàn, chia sẻ rồi cười rất là tươi. Trinh Phạm gửi 110 sao, chưa đánh trận đấu nào đã gửi luôn Van Lớp 110 sao, động viên tinh thần Van Lớp rồi. Vâng, thay mặt Van Lớp thì xin cảm ơn Trinh Phạm rất nhiều. Một gương mặt rất là tuyệt vời, rất thân quen với các kèo của game thủ Văn Lớp. Và hôm nay thì dành một chút sao ủng hộ cho Văn Lớp, động viên tinh thần Văn Lớp lấy may ngay từ lúc đầu. Và xin chào Nam Nguyên. Ai à, hôm nay có vẻ là Nam Nguyên có phải là nhắn vào cái fanpage của mình không ạ? Vâng, chính xác đấy là fanpage mình đấy. Bây giờ thì lúc ấy mình đi đường mình bận mình không trả lời được. Xin cảm ơn Nam Nguyên nhá. Và xin chào Nguyễn Lập. Mình thì dạo này hay ôm bom Van Lớp lắm, cứ mỗi lần mà cứ buổi tối mà Van Lớp đánh kèo là mình hay được phân công là ôm bom Van Lớp. Nói chung là cái từ ôm bom này là theo kiểu là mình cầm mic mình bình luận cho Van Lớp thôi, hy vọng rằng hai anh em hợp vía nhau. Chính xác rồi Nam Nguyễn ạ. Xin cảm ơn em. Cái gì đấy 9C á, có sức không? Gold, please. Đấy, BB 5C thôi, BB thi đấu cả chiều rồi. Yes. 5C thì chúng ta phải tập trung luôn. Và trận đấu đầu tiên được bắt đầu, Babylon và bên đội bạn là Samaria. Vâng, trận đấu đầu tiên cũng xin gửi lời tới Van Lớp. Kèo đấu này chúng ta vẫn coi là một kèo đấu khó, mặc dù chúng ta từng là thắng lợi một lần rồi, nhưng vẫn là một kèo đấu khó và chúng ta phải quyết tâm. Kèo khó thì Van Lớp mới có cảm hứng và các Van Lớp sẽ bay bổng. Và hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều trận thi đấu mãn nhãn đến từ game thủ Van Lớp. Đây là trận đấu đầu tiên là Babylon quân của chúng ta và Summer là BB. Xét về hai loại quân này thì Summer thì luôn luôn là người được đánh giá là cửa trên một chút, nhưng vấn đề thì cửa trên theo kiểu là cái nông dân nó chì thôi, nó giữ tham tốt hơn thôi. Kèo đấu này thì quan trọng là Baby phải làm sao phải có cái lượng quân, làm sao ép được Summer Rian, đấy mới là mục tiêu. Còn mục tiêu ăn dân cũng chỉ là mục tiêu phụ thôi. Hiêu đầu hơi xa nhưng mà Van Lớp đã tìm được ngay rồi. Số lượng hình như là hơi min, bốn con thì phải. Rừng đã khá ok trong game thủ Van Lớp, một cánh rừng cũng tạo ra một thế gọi là khung nhà, khung nhà kiểu chống chém thôi. Thông thường kèo đấu này rất có khả năng rằng hai bên đánh tỷ lệ đánh cung cao lắm đây. BB là sở trường đánh cung rồi, tỷ lệ BB đánh cung nó rơi vào tầm 80-90%, đặc biệt là nông dân Samarian, trừ khi bài BB quá rách thôi, lên đời quá muộn thì BB mới phải đánh chém. Còn vấn đề thì Van Lớp sẽ là thi đấu cái gì? Có sư tử và tần, những giây phút đầu tiên của chúng ta có tần là né hai con sư tử rất là nhanh gọn gàng, đấy cũng là một cái điểm khả năng, đấy là cái điểm giành chiến thắng cho game thủ Văn Lớp của chúng ta. Cẩn thận nhá, cẩn thận nó kẹt nhá. Rồi may quá cái bờ vực đi qua được. Những giây phút đầu tiên thì cứ để cho các game thủ người ta test tay và anh em có thể thong thả và luyện ép đời. Linh Nhi. Vâng, em đọc lời comment của anh rồi. Con ngựa bất khả kham với cả một game thủ Van Lớp thì chúng ta thừa biết tính cách rồi.
Lúc nào cũng phiêu, lúc nào cũng có tí ngông. Và cái ngông thì đôi lúc là chúng ta ngông quá là cũng là chết dở. Đâm ra là mỗi lần em cầm mic là em cũng luôn luôn phải nhắc nguyên thủ Van Lớp hết sức cẩn thận. Rồi, các tài nguyên của nguyên thủ Van Lớp là tạm ổn. Rồi, xin chào anh Vũ Ngọc Tú. Em chào anh Ninda, chắc ít tuổi hơn. Rồi, cứ quen anh trước rồi. Xin chào Vũ Ngọc Tú nhá. Thấy bảo như cuối tháng này là giải Open Hà Nội. Mình thì cũng chưa chính xác được ngày. Cũng mải bận quá, cũng chưa xem được cái hình ảnh xem công bố được ngày bao nhiêu. Và cái này là mình hơi sai sót với cả anh em. Về phát là mình bổ sung ngay thông tin. Tài nguyên của Văn Lớp ván này gọi là được rồi. Thời điểm bắt đầu thì nhìn cái bầy hiêu đầu nó hơi xa, nó hơi min, có vẻ hơi ghê một tí. Bây giờ thì chúng ta có thêm đôi voi, bầy hiêu phụ, bãi quả phụ, đủ điều kiện để thi đấu. Vâng, xin chào Long Bùi. Long Bùi có thể yêu mến Văn Lớp cũng như là quý mến mình thì có thể là ủng hộ cho game thủ Văn Lớp của chúng ta và chia sẻ cho vài chục nhóm cho game thủ Văn Lớp đi. Bây giờ mà có ai mà chia sẻ cho Văn Lớp cứ tầm 20 nhóm rồi là yêu hết mình luôn rồi đấy. Thực ra thì mỗi lần chúng ta chia sẻ thì cũng không mất nhiều, có 5-7 giây thôi. Bản thân mình thì nói chung là các game thủ mình ở nhà mình ủng hộ các game thủ bằng cách chia sẻ thật nhiều. Đôi lúc mình là người thầm lặng yêu quý các game thủ của mình, thầm lặng cống hiến 5-7 giây, không có gì gọi là quá khó. Nhưng cái điều đấy thì thực sự là ý nghĩa đối với cả một chặng đường dài của các game thủ là đối tác của fanpage, và làm sao mà chúng ta phải giữ được đủ điều kiện để luôn luôn là một đối tác hợp tác được cả fanpage Facebook mãi mãi. Có được cái sự hợp tác đấy thì chúng ta có được cái HD 1080, nó rất là sắc nét. Và đặc biệt thì các game thủ của chúng ta sẽ có thêm được một chút điều kiện kinh tế để hỗ trợ và ủng hộ như giúp đỡ gia đình. Chúng ta sẽ thoải mái và chỉ việc đi đánh đi chế thôi, không phải suy nghĩ về tiền bạc nữa. Ngày xưa thì đánh đế chế khổ lắm, vừa đánh thì phải vừa suy nghĩ làm sao mà phải có được chút kinh tế. Đôi lúc và có không phải là ai cũng game thủ nào của chúng ta cũng giàu cả. Có những game thủ đó cũng rất là gia đình kiểu khó khăn, chơi một cái là có thể là còn khó hơn. Ngày xưa thì còn vừa chơi vừa lo về kinh tế, còn bây giờ thì nói chung là các game thủ đi vào cơ cấu với công ty, hợp tác được với đối tác của Facebook, anh em có thể ủng hộ các game thủ nhiều hơn bằng cách chia sẻ, đấy là một điều rất là tuyệt vời. Mình thì sinh ra mình không gặp thời, 20 năm trước mà nếu mà có Facebook này thì đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời. Mình chỉ việc chuyên tâm chơi với đế chế, không phải lo nghĩ về việc kinh tế gia đình nữa. Đấy là cái điều rất là thiệt thòi dành cho các thế hệ 8X của mình. Che già thì măng mọc, và măng mọc thì các em lên thì đúng là thời của các em rồi. Và cái thời này thì chúng ta giữ hay không để phụ thuộc vào tất cả các quý vị khán giả thôi. Bi đánh chém. Một thế bài xấu và Bi đánh chém chăng? Đánh chém hay là kẹp chuyển sang đánh hôn mã đây? Chúng ta phải hết sức cái kèo đấu này. Đôi lúc chúng ta phải xem timeline, xem đối thủ đào nhiều vàng không, châu vàng không. Cái thế này thế gọi là khung nhà chung chém thì chúng ta khung thoải mái. Và số lượng dân chặt gỗ ở bên này là còn 4 con. Hết sức là nguy hiểm. Và BB điều khiển ngựa giò cũng là khá tinh quái. Văn Lớp đang xây cách một cái BE, cái vị trí nhà để tránh cái tơn và lạc đà sổ vào. Và đây là cái thời điểm khá nhạy cảm để ý ruộng chính nhá. Và khả năng là bây giờ thì chúng ta nên bo hai đầu ruộng chính lại. Bởi vì phút thứ 14, nếu người ta đánh lạc đà thì người ta có thể sổ vào đó. Lạc đà đến rồi. 1L. Văn Lớp thì nhốt được con ngựa giò, xử lý con ngựa giò và đánh đổi một dân. Nhưng mà cái bài đánh 1L này người ta kẹp cái chuyển cung nhanh lắm. BB là cái hệ mà đánh 1L xong lên nâng cấp bánh xe và luôn luôn kẹp theo A. Đấy là cái phong cách của BB rồi. Vâng, có đạo dân ăn hoa. Được của em sắc 3BA ít nhất đều tầm 3-4 tơn. Cái lượng thịt em là dư thừa. Rồi, 3 con vùng hỗ trợ thêm dần đập nhanh.
chúng ta ăn được con lạc đà và chúng ta không hề bị bất giận. Sớm muộn gì cũng sẽ có cung của BB đẩy kẹp theo, hoặc là bây giờ cũng là cái thời điểm mà BB mặc sức và sóc thêm tí dân và cũng ra thêm tí ruộng. Dân bỏ quả ngoài em ơi. Về cơ cấu ruộng đi. Thịt của chúng ta vẫn đủ sóc quân được. Cũng là một lờ đến từ bàn của game thủ BB thôi. Trận đấu đầu tiên BB đánh chén là hơi khá bất ngờ. Sâu quá thì chúng ta xây lại. Cùng đứng trên dốc zip. Số lượng lạc đá còn tương đối nhiều, chúng ta cần có những cái tơn điều cung nhẹ trong những cái thời điểm này. Hít ăn rằn vừa bắn vừa chạy cũng được. Vẫn chưa nhìn thấy cung của BB xuất hiện. Và bây giờ thì mới thấy cung dầu của BB. Với số lượng là một con thôi. Cảm giác đây là 2L và 1A. Nhìn cái tơn lạc đà này là chúng ta có thể thấy là đây là BB đánh 2L 1A, chứ không phải là đánh kiểu 1L 2A. Vẫn là thế trâu lạc đà đến từ BB và kẹp theo những cái tơn cung dầu nhỏ lẻ. Có những cái BE ở phía dưới nữa, có thể cắt một nông dân chặt gỗ và nếu như có tay. BB đang liên tục đi ở vị trí mặt BE. Rồi, may quá nó chạy vào cái vị trí kẹt hai cái BE móng BE dưới nhá. Còn BB vẫn đang ra lạc đà và kẹp theo một BE là khá đều. Còn hơi cặp. Điểm này một con cung dầu của BB sẽ phát huy một hai con đấy, sẽ phát huy khá hiệu quả là việc bắn dân khiến cho lực của Văn Lớp nó yếu đi. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu tết tay đầu tiên. BB khả năng là một cái bài không có thế dừng xấu và chuyển sang đánh chém luôn. Thử xem vị trí nhà chính của BB nào. Đúng là một bài yếu dừng. Và BB đánh cũng là khá tinh quái và chuyển sang đánh chém. Và một cái thế bài của BB nó cũng lên đời sớm đấy. 13%. Đấy là bài siêu mắc binh đến từ BB và BB đánh chém là hoàn toàn hợp lý ở trong trận đấu này.